chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện hành ta đây hiện tại liền đi đi pháp luật trình tự khởi tố từ hiếu nhân lần này cũng coi như là dài quá cái giáo huấn làm buôn bán liền không thể có thương hại chi tâm. Khả năng ngươi mềm lòng một chút, nhưng là người khác sẽ không cảm động, ngược lại còn sẽ nhân cơ hội này dẫm lên ngươi một chân. Từ hiếu nhân nói làm liền làm, một cái buổi chiều liền đem phía trước thiếu nợ không cho người toàn bộ khởi tố. Nhưng làm từ hiếu nhân ngoài ý muốn chính là, những người này thu được hắn khởi tố tin tức sau, lập tức gọi điện thoại nói muốn đem mua tới quần áo toàn bộ đều còn trở về cái này từ hiếu nhân có chút mộng bức nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi không trả tiền quần áo còn trở về cũng đúng ít nhất còn có thể lại lần nữa bán đi đáp ứng những người này có thể đem quần áo gửi trở về nhưng là bưu phí muốn chính bọn họ ra nguyên bản hắn cho rằng quần áo còn trở về liền không gì sự thẳng đến quần áo tới rồi lúc sau chất kiểm khoa tổ trưởng cầm quần áo chạy đi tìm lưu chim én lưu chim én cầm quần áo lại tới tìm từ hiếu nhân phó xưởng trưởng này quần áo không phải chúng ta nhà máy sinh sản tuy rằng kiểu dáng nhan sắc đều giống nhau chính là này vải dệt là có khác nhau ngươi nhìn xem này nguyên liệu kém như vậy sao có thể là chúng ta từ hiếu nhân ở lưu chim én giảng giải hạ đã nhìn ra vải dệt khác biệt ở đâu nếu không phải hiểu công việc thật đúng là có thể bị lừa bịp từ hiếu nhân nhìn này đó quần áo đầy mình lửa giận không nghĩ tới những người này lại là như vậy quá mức không nghĩ tới những người này như vậy đê tiện vô sĩ ngươi cho bọn hắn gọi điện thoại đem quần áo lui về lưu chim én vẻ mặt khó xử bên kia nói việc này cùng bọn họ không quan hệ chúng ta cầm hóa trở về nhân gia cảm thấy chúng ta có hiềm nghi đem hóa toàn bộ thay đổi còn nói này phê hóa là chúng ta chính mình làm tàn thứ phẩm sau đó vu khống cho bọn hắn từ hiếu nhân khí sắc mặt đỏ lên thân mình run rẩy vài phần những người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ này đó hóa rõ ràng là của bọn họ nhưng chúng ta hiện tại không có chứng cứ chứng minh là của bọn họ lưu chim én cũng có chút sinh khí những người này rõ ràng chính là lấy oán trả ơn lúc trước phó xưởng trưởng vừa nghe nói bọn họ tài chính không đủ tiếng trung võng lập tức liền nợ trướng cho bọn hắn nhưng hiện tại bọn họ quần áo bán đi lại không chịu cho tiền còn cố ý lấy một ít phỏng chế quần áo cho bọn hắn thật đúng là không biết xấu hổ từ hiếu nhân gấp đến độ xoay quanh nhiều như vậy quần áo nếu là lấy không trở lại tổn thất cũng không phải là một chút hơn nữa thật nhiều hợp tác thương toàn bộ lui về tới đều là một loại quần áo này rõ ràng là cố ý nhằm vào bọn họ nhà máy phó xưởng trưởng chuyện này cấp xưởng trưởng nói một tiếng đi lưu chim én nhìn thoáng qua hắn hỏi từ hiếu nhân không có lập tức đáp ứng chuyện này là hắn xông ra tới lý nên có hắn giải quyết hơn nữa hắn cũng không thể mọi chuyện tất cả đều dựa vào hắn mẫu thân chuyện này trước đừng nói cho ta mẹ nó ta đi một chuyến đông trung thị xem một chút lại nói lưu chim én gật đầu không dám phản bác phó xưởng trưởng nói từ hiếu nhân mang theo từ hổ tử cùng đi đông trung thị ngồi trên xe sau từ hổ tử nhưng thật ra có chút tò mò hắn như thế nào giải quyết chuyện này hiếu nhân ngươi hiện tại đi đông trung thị làm gì ngươi muốn đi tìm những người đó lý luận ta đoán bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận không thừa nhận ta đây liền điều tra này quần áo nếu đều là bọn họ đông trung thị hợp tác thương lui về tới nói vậy quần áo đều là từ bọn họ kia sinh sản chỉ cần ta tìm được rồi sinh sản này quần áo xưởng lại tìm tới bọn họ mua quần áo thu mua đơn tử ta cũng không tin bọn họ còn không thừa nhận từ hiếu nhân hít mắt nói từ hổ tử nhưng thật ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy nếu là tìm được bán này quần áo nhà máy liền dễ làm hai người buổi tối thời điểm ngồi xe tới rồi đông trung thị đến thời điểm sắc trời đã tối sầm từ hiếu nhân chỉ có thể tìm cái lữ quán hai người tính toán trụ thượng một đêm lại đến hỏi thăm ngày kế sáng sớm từ hiếu nhân liền mua bữa sáng hai người ăn xong rồi bữa sáng hắn mang theo từ hổ tử liền hướng tới phụ cận người bắt đầu hỏi thăm chung quanh có hay không cái gì xưởng quần áo nhưng hỏi thăm một phen lại là một nhà xưởng quần áo cũng không có cái này từ hiếu nhân xem như không có manh mối hắn nhíu chặt mày vẻ mặt sốt ruột bên này không có xưởng quần áo chẳng lẽ là từ địa phương khác tiến quần áo bằng không chúng ta đi này đó mua quần áo tiểu thương trước hỏi một câu từ hổ tử nói từ hiếu nhân lắc đầu chúng ta đi nhân gia cũng sẽ không nói ngược lại còn sẽ rút dây động rừng khi làm sao như vậy tìm chính là tìm được ngày tháng năm nào cũng tìm không thấy từ hổ tử có chút nhục chí nói chúng ta không đi có thể tìm những người khác đi hỏi thăm một phen từ hiếu nhân ánh mắt sáng lên nói từ hổ tử vừa nghe lời này nháy mắt minh bạch sao lại thế này hắn nhìn về phía từ hiếu nhân thúc giục nói khi chúng ta hiện tại chạy nhanh đi tìm người hỏi thăm một chút đi từ hiếu nhân gật đầu hỏi thăm loại chuyện này chỉ cần tiền đủ thì tốt rồi từ hiếu nhân ra tiền lập tức liền có người phía sau tiếp trước mà muốn tới làm việc này lão bản ngươi yên tâm ta khẳng định có thể hỏi thăm ra tới này quần áo nơi đi nói chuyện chính là một đôi phu thê từ hiếu nhân làm này hai người giả mạo là muốn làm buôn bán. Này hai vợ chồng cầm tiền, liền bắt đầu tìm phía trước ở đông trung thị cùng từ hiếu nhân gia hợp tác thương hộ. Vừa mới bắt đầu thời điểm nhưng thật ra vấp phải trắc trở vài lần, những người đó rất là cẩn thận, bất quá công phu không phụ lòng người, hai vợ chồng ở buổi tối thời điểm rốt cuộc hỏi đột phá khẩu. Các ngươi muốn làm này sinh ý cũng có thể, nhưng là kia gia nhà máy quần áo không hảo lấy nam tử vẽ mặt đề phòng nói. Đại ca giúp đỡ đi, ta cùng ta nam nhân là từ nông thôn tới, lúc trước nói tốt không sắm một phen sự nghiệp không quay về, hiện tại ra tới hơn phân nửa tháng, tiền tiêu đi ra ngoài không ít, một phân tiền cũng không tránh tới. Phụ nhân khóc sướt mướt nói. Các ngươi muốn cùng nhau làm buôn bán cũng không phải không thể, chính là này nhà máy lão bản thần bí thực, người bình thường là không chịu thấy, các ngươi nếu là gặp nhau cũng đúng, ta phải nhìn đến các ngươi thành ý. Nam tử lời trong lời ngoài ý tứ rất là rõ ràng. Phụ nhân thầm mắng một tiếng, không tình nguyện mà lấy ra tới mấy trương tiền giấy. Nam tử vừa thấy, đôi mắt đều duỗi thẳng, không nghĩ tới này hai vợ chồng còn rất hào phóng. Tiếp nhận tiền hắn cười ngâm ngâm nhìn hai người, được rồi, minh cái buổi sáng các ngươi tới nhà của ta, vừa vặn lần này ta yêu cầu tiến một đám hóa, đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng đi hai vợ chồng vừa nghe sắc mặt tất cả đều là vui mừng cảm ơn đại ca chúng ta đây minh cái lại đến hai người trở về liền tìm từ hiếu nhân đem sự tình toàn bộ nói ra từ hiếu nhân nghe xong lời này trên mặt ngăn không được đắc ý hắn liền biết biện pháp này khẳng định có thể hành từ hổ tử cũng là thầm thang từ hiếu nhân chiêu này cao minh chờ đến hai vợ chồng rời đi từ hổ tử khen nói vẫn là ngươi cái này biện pháp hảo Chúng ta điều tra rõ lúc sau cần phải hảo hảo trị một chút những cái đó tiểu thương, thật là không biết xấu hổ. Cứ như vậy còn làm buôn bán đâu, một chút thành tinh đáng nói cũng chưa, sớm hay muộn sẽ đóng cửa. Từ Hiếu Nhân gật đầu, làm buôn bán làm quan trọng chính là danh dự vấn đề, những người này như vậy lật lọng, sớm hay muộn là muốn đem chính mình đường lui toàn bộ lăn lộn không đến. Được rồi, chạy nhanh ngủ. Minh cái buổi sáng chúng ta còn có chính sự muốn làm. Từ hiếu nhân thúc giục nói. Từ hổ tử lúc này mới vội vàng lên giường. Từ hiếu nhân vẫn luôn nhớ thương sự tình, buổi sáng 5 điểm nhiều liền tỉnh. Nhìn đang ở một khát trương trên giường hô hô ngủ nhiều từ hổ tử, hắn đứng dậy liền xuống lầu mua cơm sáng. Chờ đến hắn ăn xong rồi cơm sáng, từ hổ tử mới ngáp một cái đã tỉnh, hiếu nhân, ngươi gì thời điểm lên từ hiếu nhân lưng dựa ở trên giường chán đến chết nhìn thoáng qua từ hổ tử sớm tỉnh liền chờ kia hai vợ chồng tới từ hổ tử nghe vậy cũng từ trên giường đi lên rửa mặt một phen liền nhìn đến trước bàn bữa sáng ngươi ăn qua không ăn qua từ hổ tử vừa nghe lời này cầm lấy trước bàn bánh bao liền mồm to ăn lên mới vừa ăn mấy khẩu cửa phòng đã bị người gõ vang lên lão bản Chúng ta gì thời điểm xuất phát. Bên ngoài thanh âm từ Hiếu nhân vừa nghe liền biết là kia hai vợ chồng. Hắn trong lòng một kích động, lập tức mở ra cửa phòng, hiện tại liền xuất phát. "Ai, ta còn không có cơm nước xong đâu." Từ Hổ Tử vội vã nói, còn không quên bưng lên chén lại uống lên mấy khẩu cháo. Cầm bánh bao, vừa đi vừa ăn, cháo cũng đừng muốn." Từ Hiếu nhân nói. Từ Hổ Tử lại uống lên mấy khẩu, lúc này mới chạy nhanh đuổi kịp mấy người bước chân. Bọn họ bốn cái không có ngồi một chiếc xe, này hai vợ chồng đánh cái xe hướng tới kia gia trang phục cửa hàng đi. Từ Hiếu Nhân cùng Từ Hổ Tử khác tìm một chiếc xe, đi theo bọn họ cùng nhau. Sư phụ liền ngừng ở này, chờ một chút lại đi. Từ Hiếu Nhân nhìn đến kia hai vợ chồng ngừng xe, lập tức kêu sư phụ dừng xe. Đợi một hồi lâu, khi hai vợ chồng đi theo một cái nam tử ra cửa hàng ngồi trên xe lúc này mới xuất phát từ hiếu nhân tránh ra xe sư phụ theo sát sau đó đi theo phía trước xe rẽ trái rẽ phải cuối cùng ở một cái thôn nhỏ ngừng lại từ hiếu nhân nhìn này thôn tràn đầy nghi hoặc hắn còn tưởng rằng có thể phỏng chế ra bọn họ nhiều như vậy quần áo tất nhiên là gia đại nhà máy không nghĩ tới là cái thôn nhỏ Mấu chốt này trong thôn liền cái tiểu xưởng gì cũng không, này có thể làm ra nhiều như vậy quần áo, bọn họ nên không phải là bị lừa đi. Từ hổ tử cũng là vẻ mặt mộng bức, hiếu nhân, ngươi xác định nơi này có thể làm quần áo. Từ hiếu nhân lắc lắc đầu. Các ngươi là tới bán sĩ quần áo. Lái xe sư phó hỏi. Sư phó, ngươi biết ở đâu bán sĩ quần áo? Từ hiếu nhân kinh hỉ hỏi sư phó sắc mặt trầm xuống nháy mắt mang theo chút tức giận các ngươi những người này thật đúng là không học giỏi êm đẹp nhà máy không đi một hai phải tới loại địa phương này các ngươi có biết hay không đây là phạm pháp này đó quần áo liền cái chính quy kinh doanh giấy phép cũng chưa nếu là bắt được bên trên trực tiếp có thể đem các ngươi quần áo toàn bộ tịch thu từ hiếu nhân không biết đây là địch là hữu cũng không dám nói ra bản thân mục đích chỉ là cảm kích hướng tới sư phó nói chúng ta chính là đến xem, có chút tò mò. Địa phương ta đưa đến, xuống xe đi." Sư phó đuổi người nói. Từ Hổ Tử đều này đầu óc đã bị đuổi đi xuống, hiếu nhân, người nói hắn nếu biết là phạm pháp, làm gì còn không cử báo. Có thể là có gì lý do khó nói đi." Từ hiếu nhân nhàn nhạt nói. Xoay người liền cùng Từ Hổ Tử cùng nhau vào trong thôn. Này thôn tuy rằng tiểu nhưng quản rất nghiêm bọn họ hai cái mới vừa đi đi vào vài bước đã bị người ngăn cản xuống dưới các ngươi là đang làm gì chúng ta là tới phê từ hổ tử lời nói còn chưa nói xong đã bị từ hiếu nhân cấp ngăn cản hắn lấy ra một hộp yên đưa cho mấy cái nam tử cười nói ta cùng ta đệ đệ là tới tìm thân thích tìm thân thích kêu gì danh là nhà ai nam tử tiếp nhận yên hỏi từ hổ tử khó hiểu nhìn từ hiếu nhân. Từ hiếu nhân tùy tiện nói một cái tên, nguyên bản cho rằng sẽ bị đuổi ra đi, ai biết hắn thế nhưng thật sự có người này. Nam tử vừa nghe lập tức thái độ thay đổi, ngươi là tìm hồ thúc A, chạy nhanh tiến vào, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Từ hổ tử vừa nghe sắc mặt vui vẻ, đi theo liền phải đi vào. Từ hiếu nhân nguyên bản cũng là có chút nghi hoặc, đi theo muốn vào thôn, hắn mới vừa mại một chân, bỗng nhiên nghĩ đến không thích hợp, lôi kéo từ hổ tử bỏ chạy đi, lại bị mấy cái nam tử cầm gậy gộc một côn đánh hôn mê bất tỉnh. Chờ đến hai người lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện thân mình bị trói lên. Ô ô ô ô ô Từ hổ tử dãy dụ suy nghĩ muốn nói lời nói, phát ra tới thanh âm lại chỉ có nức nở thanh. Từ hiếu nhân mở mắt ra chính là vẻ mặt hối hận, thôn này là giả, này đó phòng ở chính là những người này nhà xưởng. Người tỉnh không? Cửa truyền đến thanh âm. Tiếp theo một trận xiền xích tiếng vang lên, cửa phòng đã bị người cấp đẩy ra. Từ hiếu nhân ngẩng đầu liền thấy được một cái trung niên nam tử, hắn phía sau còn theo hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa. Ba người đi đến nhìn đến trên mặt đất hai người trên mặt mang theo tàn nhẫn hỏi, các ngươi là tới tìm thân thích nam tử nói xong khiến cho bên người người cấp này hai người buông ra miệng đúng vậy các ngươi là gì người vì sao muốn đem chúng ta trói lại các ngươi làm như vậy là phạm pháp từ hiếu nhân há mồm tràn đầy tức giận nói từ hổ tử thấy thế đi theo cũng là đầy mặt phẫn nộ chúng ta tới tìm ta thúc thúc các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta trói lại nếu là ta thúc thúc đã biết khẳng định vòng không được các ngươi trung niên nam tử hơi hơi sửng sốt nhưng thật ra có chút tin tưởng này hai người nói, tiếp tục hỏi, các ngươi là này người. Biết đây là gì thôn sao? Phụ cận nhưng có cái gì thôn? Này không phải hồ gia thôn nhóm, chung quanh còn có mặt khác thôn, không đúng a, à, ta nhớ rõ vừa mới ta tới thời điểm sao không thấy được chung quanh có thôn a. À. Nên không phải là kia sư phó mang chúng ta đi lầm đường đi. Từ hiếu nhân làm bộ vẻ mặt khó hiểu trung niên nam tử nghe xong lời này không hé răng đem hai người miệng lấp kín mang theo người liền ra tới hắn mới ra tới trong viện đã đứng không ít người những người này nhìn chính là bình thường dân chúng nhìn đến nam tử mọi người đều là vẻ mặt hoảng loạn lão bản hiện tại bên trên lãnh đạo đã bắt đầu ra chúng ta phỏng chế quần áo sự tình này hai người nên sẽ không chính là cảnh sát đi này nếu như bị bọn họ phát hiện chúng ta sẽ không trụ đại lao đi Trung niên nam tử sắc mặt hiện lên tàn nhẫn, vậy không cho bọn họ trở về. Ti, không cho bọn họ trở về, chẳng lẽ giết bọn họ, muốn thật sự giết người, chúng ta chính là tội thêm nhất đẳng. Trong đó một người tuổi trẻ phụ nhân hoảng hốt nói. Bằng không chúng ta thu tay lại đi, dù sao kiếm tiền đã đủ nhiều, đến lúc đó chúng ta đổi cái địa phương cũng không ai biết chúng ta phía trước sự tình. Đúng vậy, lão bản, ta nhưng không nghĩ bị bắt lại a à. trung niên nam tử nghe đến mấy cái này người túng lời nói tức khắc khí tràn đầy tức giận một đám túng bao các ngươi hiện tại mới tránh bao nhiêu tiền liền tưởng đi trở về đi trở về làm gì liều sống liều chết đi xuống đất làm việc vẫn là tìm cái xưởng quần áo đi làm mặc kệ là loại nào các ngươi có thể tránh được nhiều như vậy tiền ta nói cho các ngươi nếu cùng ta cùng nhau làm loại này sinh ý, liền không có đẩy ra đạo lý, nếu là tưởng rời khỏi cũng đúng, đem kiếm tiền toàn bộ lấy ra tới. Dựa vào cái gì, khi đó chúng ta vất vả kiếm tiền? Dựa vào cái gì, các ngươi nếu là đi ra ngoài tiết lộ chúng ta làm sao, ta hiện tại hỏi lại một chút, ai ngờ đi ra ngoài, đi ra ngoài đem tiền toàn bộ lưu lại. Trung niên nam tử nổi giận đùng đùng nói từ hổ tử ở phòng trong nghe được bên ngoài khắc khẩu thanh sắc mặt nháy mắt trắng bệch xong đời hắn cùng hiếu nhân sẽ không muốn công đạo đến này đi nghe ngoài phòng người ý tứ rõ ràng là muốn giết bọn hắn hai người diệt khẩu a chỉ hy vọng những cái đó cảnh sát chạy nhanh tới nơi này ra án đi từ hổ tử sốt ruột thở hổn hển vài tiếng hướng tới từ hiếu nhân sốt ruột nhìn lại phát ra thanh âm chỉ có nức nở từ hiếu nhân cũng là trong lòng kinh hãi, hắn bất quá là muốn đuổi theo hồi xưởng quần áo đuôi khoảng, nhưng không nghĩ bỏ mạng như thế a. À. Hắn nỗ lực giải dụ suy nghĩ muốn tránh thoát phía sau lưng dây thừng, lại đột nhiên nghĩ đến trên người hắn còn có một phen đoạn chủy, đó là mẹ nó phía trước cho hắn phòng thân vũ khí sắc bén. Ô ô ô ô ô, ô. Từ hiếu nhân muốn nói chuyện, phát ra thanh âm lại là nứt nở thanh. Từ hổ tử vẻ mặt khó hiểu, Đồng dạng ô ô ô đáp lại. Từ hiếu nhân không biện pháp, chỉ có thể gian nan dịch thân mình hướng tới từ hổ tử trước người bò đi. Từ hổ tử thấy thế đi theo hướng tới hắn trước người bò đi. Đột nhiên cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Một dây nhớ kỹ M26 khách sạn. Hai người sợ tới mức đều là một đầu mồ hôi lạnh. Xem trọng người, đừng cho đào tẩu. Tốt. Tiếp theo tiếng bước chân tan đi, từ hiếu nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cúi người, nỗ lực đem miệng tới gần từ hổ tử trong tầm tay. Từ hổ tử đã biết hắn ý tứ, duỗi tay liền kéo xuống hắn ngoài miệng bố. Ta trong quần áo có ta mẹ cho ta chủy thủ, ngươi chạy nhanh lấy ra tới, chúng ta cắt đứt dây thường trộn chạy đi. Từ hiếu nhân nhỏ giọng nói thầm nói. Sau đó đem thân mình đến gần rồi từ hổ tử tay trước từ hổ tử ở trên người hắn mặc lục soát một phen, rốt cuộc tìm được rồi kia đem chủy thủ, tay cầm chủy thủ cẩn thận cắt dây thừng. Thật vất vả đem dây thừng cắt đứt, hai tay của hắn thượng cũng bị chủy thủ thương tất cả đều là vết máu. Bất chấp trên tay đau đớn, hắn vội vàng cất từ hiếu nhân lỏng trói. Sao trốn, bên ngoài chính là có không ít người trông coi đâu. Từ hổ tử xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến ngoài cửa đứng ba bốn thành niên nam tử. Hơn nữa này mấy người trong tay lấy đều có hung khí, bọn họ hai người căn bản liền không phải bọn họ đối thủ. Lại đây, từ cửa sổ bên này nhảy ra đi. Từ hiếu nhân lôi kéo từ hổ tử, nhìn về phía sườn biên cửa sổ. Từ hổ tử nhìn đến cái kia không lớn không nhỏ vừa vặn có thể chui ra đi cửa sổ ánh mắt sáng lên. Hắn nhanh chóng chạy qua đi, ngươi trước đi ra ngoài, nếu như bị phát hiện ngươi liền chạy nhanh chạy, đến lúc đó báo nguy lại đến cứu ta. Từ hiếu nhân gật đầu, cố sức mà bò lên trên cửa sổ. Hắn thật vất vả nhảy xuống đi, đến phiên từ hổ tử bò cửa sổ thời điểm, ngoài cửa truyền đến xích sắc thanh âm. Nhanh lên! Từ hiếu nhân trong lòng kinh hãi, thúc giục nói. Từ hổ tử cấp cái tráng đổ mồ hôi, leo núi cửa sổ bay nhanh nhảy xuống tới. Hai người mới vừa chạy mấy mét xa, liền truyền đến cấp hoang mang rối loạn thanh âm người chạy người chạy không xong bọn họ đuổi theo ra tới từ hổ tử tránh ở đống cỏ khô bên nhìn hướng tới bọn họ chạy tới người một lòng bang bang nhảy cái không ngừng các ngươi theo ta đi ai từ hổ tử còn không có tới kịp nói chuyện đã bị một cái cô nương lôi kéo liền chạy lên từ hiếu nhân theo sát sau đó khi cô nương mang theo bọn họ đông quải tây quải, chạy tới một ngọn núi thượng. Từ hổ tử vừa định mở miệng cảm tạ nàng, liền nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân đang ở tới gần. Ba người đồng thời ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương tránh ở bụi cỏ trung. Người ở đâu? Ta vừa mới xác thật nhìn đến là hướng tới bên này chạy tới, như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Lại cẩn thận điểm tìm xem, ngươi hướng bên kia, ngươi, bên này còn có ngươi cũng qua bên kia vẫn luôn chờ đến thanh âm biến mất từ hổ tử sắc mặt trắng bệch nằm liệt ngồi ở trên mặt đất hiếu nhân làm ta sợ muốn chết hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn công đạo tại đây hắn còn như vậy tuổi trẻ liền cái tức phụ cũng chưa cưới đến hài tử cũng không có ô ô ô ô ô từ hổ tử khóe mắt mang theo nước mắt từ hiếu nhân phía sau lưng cũng bị sợ tới mức tất cả đều là mồ hôi lạnh phản ứng lại đây an ủi nhìn về phía từ hổ tử không có việc gì những người đó đều đi rồi đa tạ cô nương ân cứu mạng chờ ta cùng ta đệ đệ đi ra ngoài khẳng định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi từ hiếu nhân nói mặt mang cầu cứu chi sắc này thôn thật sự là quỷ dị thực hắn vừa rồi mới thấy rõ ràng này thôn bên cạnh tất cả đều là sơn chỉ có này một cái thôn nếu muốn chạy đi, chỉ dựa vào đi đường này phải đi đến ngày tháng năm nào a? À? Khi cô nương diện mạo thanh lãnh, nhàn nhạt nói, các ngươi nếu muốn đi ra ngoài, cần thiết muốn từ trong núi bò đi ra ngoài, thông khẩu lộ chúng ta đều ra không được, càng không giúp được các ngươi đi ra ngoài. Gì? Từ hổ tử trợn tròn mắt, nhìn này núi cao trùng điệp, đi ra ngoài, này còn không bằng giết hắn đâu. Chỉ có thể đi ra ngoài cô nương lại lần nữa mở miệng nói không nghĩ đi ra ngoài vậy chờ chết đi kia vẫn là đi ra ngoài đi từ hiếu nhân mở miệng nói các ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội cô nương thần sắc mang theo phân khẩn cầu từ hiếu nhân có chút nghi hoặc chúng ta có thể giúp ngươi gấp cái gì sau khi ra ngoài có thể hay không không cần cử báo chúng ta cô nương khó xử nói Nàng cũng biết các nàng trong thôn làm sự tình là phạm pháp, chính là nàng không nghĩ nhìn chính mình thân nhân trụ đến đại lao. Hơn nữa lúc trước trong thôn người lựa chọn làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Các nàng trong thôn thôn dân, đại đa số đều là bên ngoài trốn tới dân chạy nạn, lúc trước đi đông trung thị thời điểm, bên trên vẫn luôn làm khó dễ, không thể cho bọn hắn một cái an thân nơi, cũng không có thể phân thượng đồng ruộng. Cho nên mới đi lên con đường này nhưng bên trong không ít phụ nữ và trẻ em đều là bị buộc bất đắc dĩ. Từ hiếu nhân nhìn nàng đáy mắt khẩn cầu chi sắc, có chút khó xử. Nếu là không cử báo, sau này còn sẽ có nhiều hơn người bị lừa gạt, hơn nửa loại này quần áo căn bản liền không phù hợp thị trường quy cách, xuyên đến nhân thân thượng chất lượng không hảo là tiếp theo, bên trong tàn lưu thương tổn nhân thể làn da vật chất mới là nguy hiểm nhất. Các ngươi như vậy là phạm pháp, sớm hay muộn sẽ bị bắt lại, ngươi đã cứu ta cùng ta đệ đệ chúng ta sẽ đúng sự thật theo như lời tranh thủ cho ngươi thiếu một ít trừng phạt từ hiếu nhân nói xong lại lần nữa hướng tới nàng nói thanh tạ liền mang theo từ hổ tử rời đi tới thời điểm dễ dàng nhưng là trở về thời điểm khó khăn tới thời điểm tốt xấu có người dẫn đường lần này không chỉ có không ai dẫn đường lại còn có muốn từ trên núi đi từ hiếu nhân không chỉ có có chút khó khăn từ hổ tử nghĩ vậy một chút trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng chi sắc, hắn nhưng thật ra không hối hận hắn tới này chịu chết, mà là hối hận không có thể cưới cái tức phụ sinh cái hài tử lưu cái huyết mạch. Liền ở hai người không biết từ đâu xuất phát thời điểm, khi cô nương đi theo chạy tới. Các ngươi không quen biết lộ, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Tống Lan nhẹ giọng nói. Trong thôn hài tử đều là vô tội, nếu là sớm một chút có thể đem này đó hài tử cứu ra đi kia này đó hài tử liền sẽ không đi rồi cha mẹ đường xưa tống lan rối rắm hồi lâu vẫn là tính toán cứu này hai người cũng coi như là cứu những cái đó hài tử từ hổ tử không nghĩ tới nàng lại là như vậy hảo tâm hắn có chút hoài nghi nhìn nữ tử cô nương ngươi vì cái gì muốn mang chúng ta đi ra ngoài ngươi không cảm thấy chúng ta đi ra ngoài cử báo ngươi là vong ân phụ nghĩa Tống Lan lắc lắc đầu, chúng ta vốn dĩ làm chính là sai sự, nhưng trong thôn hài tử là vô tội, các nàng cha mẹ vẫn luôn bộ dáng này, như vậy những cái đó hài tử lớn lên cũng là đi hướng một cái sai con đường. Vì này đó hài tử, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài cử báo trong thôn người. Từ hổ tử nghe xong lời này nhưng thật ra có chút bội phục cô nương này. Có Tống Lan dẫn đường, rốt cuộc là hảo tẩu không ít, đã biết phương hướng, ba người suốt đêm xuất phát. Bởi vì không có đèn pin, mấy người cầm đuốc chiếu quang minh đi tới. Từ hổ tử có chút không tình nguyện, đã trễ thế này, chúng ta liền không thể nghỉ ngơi một chút lại đi, nói nửa này trong núi buổi tối nếu là có cái mảnh thú làm sao. Không thể nghỉ ngơi, các ngươi hiện tại lén chạy ra ngoài, trong thôn vị kia khẳng định sẽ triệu tập trong thôn người cùng nhau tìm các ngươi. Các ngươi nếu là chạy đi, xong đời chính là bọn họ, ngươi cảm thấy hắn có thể chịu đựng các ngươi đi ra ngoài cáo hắn. Ngươi cũng biết trong núi có mảnh thú, liền càng hẳn là trước tìm một cái an toàn địa phương, chúng ta mới có thể nghỉ ngơi. Tống Lan bình tĩnh nói. Từ hiếu nhân nhìn này tiểu cô nương số tuổi không lớn, nhưng đầu óc nhưng thật ra rất thông minh. Nếu là hổ tử tương lai có thể cưới được như vậy một cái cô nương, về sau nhật tử khẳng định không kém. Bất quá từ hiếu nhân cũng chính là suy nghĩ một chút, rốt cuộc lợi hại như vậy cô nương, hổ tử chỉ sợ chống đỡ không được. Nghe cô nương này nói, chúng ta đến trước tìm cái an toàn địa phương trốn một trốn. Từ hiếu nhân nói nhanh hơn bước chân theo sát thượng Tống Lan. Từ hổ tử đi chân đều toan, nhìn phía trước hai người, bất đắc dĩ đuổi theo qua đi. Một giây nhớ kỹ M26 khách sạn. Ba người suốt đi rồi năm cái giờ, đói trước ngực dán phía sau lưng thời điểm mới dừng lại bước chân. Tống Lan đánh tiểu liền thường xuyên lên núi, nàng cầm đuốc lạnh lùng nói, các ngươi tại đây chờ một chút, phía trước hình như là cái sơn động, ta đi vào xem một chút an toàn không. Từ hổ tử vừa nghe liền không đáp ứng, ngươi một cái cô nương gia đi xem gì xem, ta đi xem là được. Nói hắn chịu đựng sợ hãi vào trong sơn động, Tống Lan nhìn hắn rõ ràng sợ hãi lại trạng lá gan đến bộ dáng cực kỳ khôi hài khóe miệng nàng hơi chọn, nhìn từ hổ tử vào sơn động. Từ hiếu nhân không yên tâm chính hắn một người, đi theo cũng vào sơn động. Nhìn đến bên trong không có mảnh thú, từ hổ tử lập tức hô tống lan tiến vào. Tìm được rồi an thân nơi, ba người đem chung quanh đơn giản thu thập một chút, lúc này mới chuẩn bị nghỉ tạm. Còn hảo hiện tại là mùa hè, thời tiết không lạnh, bằng không không có đệm chăn hơn phân nửa đêm ở trong núi qua đêm, không đông chết cũng muốn cảm mạo phát cái sốt cao. Các ngươi là vì sao đi vào trong thôn? Đen nhánh trong sơn động, Tống Lan tìm cái dựa địa phương, nửa nằm ở thạch đông tốt nhất kỳ hỏi. Từ hổ tử nghe vậy liền đem nhà máy sự tình nói ra. Tống Lan nghe xong lời này trên mặt nhiều một mặt ưu sầu, nàng chỉ biết trong thôn người làm loại này trái pháp luật hoạt động, lại không biết bên ngoài giống nhau có người xấu xa như vậy. Ba người ở trong sơn động qua một đêm, ngày hôm sau liền vội vàng tiếp tục xuất phát. Lần này mấy người đi tới tìm kiếm ăn đồ ăn, tuy nói không tìm được một ít hung vật, nhưng là quả tử nhưng thật ra tìm được rồi không ít. Mấy người cường chống đi rồi hai ngày thời gian, mới rốt cuộc ra trong núi. Nhìn trước mặt đại lộ, từ hổ tử vẻ mặt kích động, nhưng xem như ra tới, ta đều cho rằng muốn công đạo tại đây từ hiếu nhân cũng là kích động vạn phần, hắn này mới vừa được hài tử, nhưng không nghĩ như vậy đã sớm ly thế. Đi trước cục cảnh sát đi. Từ hiếu nhân nói. Bởi vì quần áo ở trong núi bị nhánh cây cắt qua, ba người hiện tại đi ở trên đường cái, tựa như khất cái giống nhau chật vật. Còn chưa tới cục cảnh sát, từ hiếu nhân liền nghe được quen thuộc thanh âm, hiếu nhân ca. Vu văn quân tràn đầy khiếp sợ hô một tiếng, chờ đến thấy rõ ràng từ hiếu nhân khuôn mặt khi hắn trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng hiếu nhân ca ra gì sự tuyết hoa hiện tại ở đâu từ hiếu nhân ghét bỏ trừng hắn một cái ta muội tử hảo đâu không ra gì sự chính là ta cùng hổ tử gặp việc nhỏ vu văn quân nhẹ nhàng thở ra hù chết hắn hắn còn tưởng rằng từ gia ra gì sự hiếu nhân ca ngươi hiện tại muốn đi đâu ta mang các ngươi đi Vu Văn Quân nói mở ra cửa xe, làm ba người lên xe tử. Mới vừa ngồi vào xe thượng, mấy người bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu, Vu Văn Quân nghe xong mang theo mấy người liền đi tiệm cơm, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi cơm lại đi cục cảnh sát. Từ Hiếu Nhân gật đầu, mấy ngày nay ở trong núi ăn kia đều không phải người có thể ăn đồ vật, hiện giờ nhìn trước mặt bạch diện điều, cũng phá lệ thơm ngào ngạt. Tống Lan nhưng thật ra còn hảo, khi còn nhỏ quá quán khổ nhật tử ở trong núi nhật tử cũng không tính quá khó từ hổ tử mồm to ăn mì sợi còn không quên chiếu cố tống lan ăn xong rồi cơm từ hiếu nhân liền thúc giục vội vàng đi cục cảnh sát cục cảnh sát người vừa nghe bọn họ tìm được rồi gần nhất trên thị trường xuất hiện giả mạo hóa địa chỉ tức khắc một trận kích động lập tức mang theo người liền hướng tới cái kia thôn chạy tới bởi vì tống lan cùng thôn có quan hệ bị cảnh sát mang theo đi xuống thẩm vấn. Từ Hiếu Nhân cùng Từ Hổ Tử bị thẩm vấn một phen liền thả ra đi. Tống Lang lại là bị bắt lên. Hiếu Nhân ca, ta trước mang các ngươi đổi thân quần áo đi. Vu Văn Quân nhìn bọn họ trên người cũ nát quần áo nói. Từ Hiếu Nhân đỏ mặt lên, nghĩ đến nay cái ăn mặc này quần áo như vậy chật vật ở trên đường cái đi rồi lâu như vậy, điểm phía dưới, ngươi giúp ta cùng Hổ Tử một người mua thân quần áo đôi ta liền không ra đi, quá mất mặt, Từ hổ tử cũng vội vàng gật đầu, hắn khi còn nhỏ ở trong thông xuyên y phục tuy rằng đầy những lỗ vá, nhưng cũng không giống như bây giờ bọc không được thân thể a. À. Vu Văn Quân biết hai người đây là thẹn thùng, lập tức gật đầu, đưa hai người tới rồi lữ quán, liền đi bách hóa đại lâu. Từ hiếu nhân vào lữ quán, đem điện thoại xông lên điện lúc sau, liền lập tức cấp từ Tú Lan trở về cái điện thoại, phía trước hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng tú lan gọi điện thoại lần này đều liên tục ba ngày không đánh không ra từ hiếu nhân sở liệu mới vừa đánh qua đi điện thoại một trận tiếng mắng liền truyền tới từ hiếu nhân người mấy ngày nay đi đâu điện thoại cũng không tiếp ngươi nói ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân khác tú lan ngươi nói bậy gì đó đâu ta nào có cái gì nữ nhân a à, ta liền thích ngươi từ hiếu nhân sốt ruột giải thích lên một bên từ hổ tử vui tươi hớn hở che miệng. Ngươi cười gì cười, Tú Lan, hổ tử liền ở ta bên cạnh, hắn có thể giúp ta làm chứng. Từ hiếu nhân nói xong liền đem điện thoại cho từ hổ tử. Từ hổ tử tiếp nhận điện thoại, lúc này mới tiếp lời nói, tẩu tử, ta cùng hiếu nhân ca vẫn luôn ở bên nhau đâu. Bên người căn bản không có mặt khác nữ nhân. Khi hắn như thế nào không cho ta gọi điện thoại từ tú lan vẫn là có chút không tin thường lui tới mỗi ngày một chiếc điện thoại này vẫn là lần đầu tiên không cho nàng trả lời điện thoại ta cùng hiếu nhân ca vì truy xưởng quần áo đuôi khoản ra được một cái vi phạm quy định nhà máy sau đó bị người cấp trói lại lên mấy ngày nay ta cùng hiếu nhân ca chính là cửu tử nhất sinh lúc này mới trốn thoát mãi cho đến hiện tại từ hổ tử vẫn là lòng còn sợ hãi hắn lần này cũng coi như là đại nạn không chết, trở về chuyện thứ nhất hắn khiến cho mẹ nó cho hắn chạy nhanh tìm cái tức phụ, cho dù chết hắn cũng muốn lưu cái hài tử. từ tú lan vừa nghe đến hai người gặp nạn, trên mặt tất cả đều là lo lắng chi sắc. hiếu nhân đâu, ta cùng hắn nói nói mấy câu. từ hổ tử đem điện thoại vội vàng cho từ hiếu nhân. hiếu nhân, sao hồi sự, ngươi có hay không bị thương a, à, nghiêm trọng không? ngươi cùng hổ tử hiện tại ở đâu a à? không gì sự hai chúng ta hiện tại chạy ra tới kia đuôi bút khoảng phỏng chừng thực mau là có thể bị phải về tới từ hiếu nhân kích động nói từ tú lan nghe được hắn an toàn không có việc gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dặn dò vài câu treo điện thoại từ hiếu nhân liền nhận được cục cảnh sát điện thoại khi trong thôn người biết từ hiếu nhân cùng từ hổ tử chạy trốn sau suốt đêm liền dọn đi rồi cục cảnh sát người chỉ có thể đi từ hiếu nhân cấp trang phục cửa hàng trong tiệm điều tra việc này hỏi rất nhiều người cũng không biết những người đó tránh ở nơi nào bởi vì tống lan tuy rằng là ở trong thôn ở nhưng là vẫn chưa tham dự chuyện này lại còn có ra tới cử báo cục cảnh sát người liền phán nàng vô tội ra tới hiện giờ tống lan thân nhân đi theo cùng nhau đào tẩu Nàng hiện tại lẻ loi một mình cũng không có đi ra. Từ Hổ Tử làm chủ trực tiếp đem Tống Lan nhận được chính mình trước người. Bởi vì cảnh sát tham gia, Từ Hiếu Nhân mấy vạn đuôi khoản bị muốn trở về. Cầm tiền, Từ Hiếu Nhân cùng Từ Hổ Tử liền chuẩn bị rời đi. Trùng hợp Vu Văn Quân cũng muốn trở về, mấy người liền ngồi Vu Văn Quân xe cùng nhau về nhà. Vu Tình cũng nghe nói Từ Hiếu Nhân gặp nạn sự tình trong lòng một trận đau lòng chờ đến từ hiếu nhân trở về thời điểm nàng cẩn thận nhìn hắn không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra ngươi có phải hay không ngốc a à, đi nguy hiểm như vậy địa phương liền ngươi cùng hổ tử ít nhiều vị cô nương này bằng không ngươi ra gì sự tú lan cùng ngươi hài tử làm sao từ tú lan đôi mắt hồng hồng tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân ngươi đi nguy hiểm như vậy địa phương nhưng thật ra cùng chúng ta nói một tiếng bằng không cũng sẽ không bị buộc đến trên núi. Tuyết Hoa cũng là vẻ mặt không vui, "Nhị ca, như vậy nguy hiểm sự tình lần sau đừng làm, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta mẹ cùng tẩu tử đến nhiều thương tâm." Từ hiếu nhân trong lòng ấm áp, liên tục gật đầu, "Bảo đảm sẽ không." Từ Tú Lan nhìn về phía một bên Tống Lan, trong ánh mắt mang theo một tia đề phòng. "Cô nương, ngươi như thế nào cùng bọn họ cùng nhau đã trở lại?" tẩu tử tống lan đã cứu chúng ta ra tới bọn họ trong thôn người biết sẽ bị chúng ta cử báo đều đào tẩu nàng chưa làm qua chuyện xấu đã bị cục cảnh sát người thả hiện tại nàng không nơi nương tựa ta khiến cho nàng đi theo ta cùng nhau đã trở lại từ hổ tử sợ nàng hiểu lầm chạy nhanh giải thích nói từ tú lan nghe được cùng nam nhân không quan hệ nhấp miệng cười nói đi theo ngươi cũng khá tốt z yes, Nàng lời này có chuyện. Từ Hổ Tử nghe xong lúc sau, gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng. Vô Tình nhìn đến một bên Vu Văn Quân có chút tò mò, người cũng đi đông trung thị. Ta đi đưa hóa, vừa vặn đụng phải hiếu nhân ca. Vu Văn Quân nói xong ánh mắt liền nhìn về phía một bên Tuyết Hoa. Tuyết Hoa cảm nhận được tầm mắt, mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vu Văn Quân. Nhiều người như vậy, hắn như vậy nhìn chính mình vạn nhất bị nàng mẹ cùng ca tẩu nhóm nhìn ra sơ hở làm sao. Tuyết Hoa cảm thấy chính mình cùng Vu văn quân sự tình tàn đến thiên y vô phùng, lại không biết trong nhà người đã sớm nhìn ra hai người chi gian tiểu ngọn lửa. Đều còn không có ăn cơm đi, hiếu nhân ngươi cùng hổ tử đi tiệm cơm đóng gói trở về điểm đồ ăn. Vu tình phân phó nói. Từ hiếu nhân lên tiếng, mang theo hổ tử đã đi xuống lâu đi tiệm cơm đi. Vô tình mang theo còn lại người đi phòng khách trước, trên bàn cơm thả mấy mâm đồ ăn, là vừa rồi làm tốt. Bất quá từ hiếu nhân mấy người trở về tới, trên bàn cơm đồ ăn liền không đủ ăn. Trương A Di nhìn đến đột nhiên tiến vào nhiều người như vậy, cũng có chút ngốc, như vậy điểm cơm đủ ăn không? Này nào còn có thể có còn thừa đồ ăn làm nàng mang về. Nghĩ đến Tôn Tử còn chờ nàng mang về thịt ăn đâu, nàng chớp mắt, cười nói: với mụi tử muốn hay không ta đi mua chút rau trở về lại làm chút đồ ăn trương gì không cần ta nam nhân đi xuống lầu tiệm cơm đóng gói đồ ăn đủ ăn từ tú lan tiếp thanh nói tống lan nhìn nhìn một bên trương gì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nàng đánh giá một chút vô tình gia trang trí không khỏi tấm tắc khen ngợi thật đúng là có tiền nhân gia nhà này còn có bảo mẫu đâu Hổ tử đi theo vu tình cũng có hai năm, tiểu tử này cùng nhị đảng giống nhau, vu tình đều là mang thích. Nàng có thể xem ra tới hổ tử đối vị cô nương này hình như là động tâm tư, nàng con ngươi một nhu, nhìn về phía Tống Lan, Tống Lan cô nương, ngươi thoạt nhìn không lớn a, à, có đối tượng sao? Tống Lan nghe được nàng hỏi chuyện, có chút khẩn trương lắc lắc đầu, ta còn không có đối tượng đâu. Khi nhưng có yêu thích người? Không có tống lan lắc đầu nói vô tình nghe xong lời này vui vẻ không có đối tượng rất tốt ta nghe hiếu nhân nói ngươi ở trong thôn còn có thân nhân còn có ta ba ba bất quá ta ba không có cùng những người đó cùng nhau làm quần áo tống lan giải thích nói nàng không hy vọng người khác hiểu lầm nàng ba vậy ngươi ba là làm gì vô tình có chút tò mò nàng chính là nghe nói khi thôn trang thôn dân cũng không có trồng trọt, cũng không có mặt khác nghề nghiệp nếu là không làm quần áo dựa gì kiếm tiền. Ta ba là lái xe tài xế, nàng thường xuyên ra cửa kiếm khách người. Tống lang mới vừa nói xong lời nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Từ hiếu nhân mở ra cửa phòng, mang theo từ hổ tử sách theo đồ ăn đã trở lại. Mẹ, nay cái trong tiệm có hải sản, ta mang theo một ít con cua trở về. Từ Hiếu Nhân cười hì hì nói, ánh mắt lại là liếc về phía Từ Tú Lan, mang theo một tia khoe ra ý tứ. Hắn chính là gấp đến độ lúc trước bọn họ người một nhà cùng nhau ăn con cua thời điểm, hắn tức phụ bởi vì mang thai không ăn thành, còn nhắc mãi hảo chút thời gian. Hiện tại nàng tức phụ hài tử cũng sinh ra tới, nhưng xem như có thể ăn con cua. Từ Tú Lan nghe được con cua hai cái ánh mắt sáng lên, đứng dậy chạy đến hắn trước người tìm kiếm. Cái nào là con cua, mua nhiều ít cái, ta muốn ăn nhiều một ít. Từ hiếu nhân tràn đầy sủng nịch nhìn nàng, mua thật nhiều chỉ, tuyệt đối đủ ăn, bất quá phải đợi một hồi, đợi lát nữa trong tiệm người cấp đưa lại đây. Từ Tú Lan đáy mắt tất cả đều là hạnh phúc, tiếp nhận một cái hộp cơm liền về tới trước bàn. Vô Văn Quân đứng dậy đem trên bàn mâm lại lần nữa phóng phóng, tiếp nhận từ hiếu nhân cùng từ hổ tử hai người trong tay hộp cơm cùng nhau cấp đặt tới trước bàn con cua đợi lát nữa liền đưa lại đây từ hiếu nhân cười nói thím con cua tới vương phượng lan bưng một đại mâm con cua phía sau đi theo ba cái người phục vụ đi đến từ hổ tử tiếp nhận con cua liền phóng tới trên bàn không vị chỗ chờ đến vương phượng lan rời đi người một nhà lúc này mới bắt đầu ăn cơm tống lan nhìn trước bàn đồ ăn luôn luôn lạnh mặt xuất hiện vi diệu biến hóa, cầm chiếc đũa tay có chút khẩn trương. Từ hổ tử nhìn ra nàng không được tự nhiên, trên bàn cơm vẫn luôn tri kỹ cho nàng kẹp đồ ăn. Từ tú lan vô tâm tư ăn mặt khác, cầm mấy chỉ con cua, hưng phấn gặm lên. Từ hiếu nhân ăn qua vài lần con cua, đối với ăn con cua đã quen tay hay việc, hắn tìm tới một phen kéo, bắt đầu giúp tức phụ cẩn thận chọn bên trong thịt cùng gạch cua trương dì ở một bên xem nước miếng thẳng nuốt đặc biệt là nhìn đến trên bàn một hồi thiếu một cái đại con cua đôi mắt đều thẳng này bọn họ ăn nhiều một cái nàng liền ít đi lấy một cái đi trở về nhìn trước bàn cơm nhiều ra mấy cái người xa lạ trương dì ánh mắt tựa như dao nhỏ giống nhau sắc bén quát ở mấy người trên người tống lan rốt cuộc là ngoại lai cảm nhận được trương dì đến biểu tình sợ tới mức không dám lại ăn con cua Trương Dì ở trong nhà một tháng, vô tình cũng coi như là biết người này là gì dạng. Nàng cầm mấy cái con cua phóng tới tống lan trong chén, cứ việc ăn, coi như chính mình ra. Lý Mai không vui mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Dì, giận dữ hỏi nói, Trương Dì, thế nào nhà của chúng ta khách nhân ăn gì đồ vật đều phải ngươi quyết định mới được. Trương Dì vừa nghe lời này, tức khắc sợ, liên tục giải thích nói, không phải, ta không dám không dám, vậy ngươi xem Tống Lan là gì ánh mắt, mấy cái con cua nhà của chúng ta vẫn là ăn khí. Lý Mai đều phải tức chết rồi. Lúc trước cảm thấy cái này A Di khá tốt, hiện tại càng ngày càng quá mức, còn không bằng Vịnh Nga gì hảo. Nếu là Vịnh Nga gì cũng ở nội thành thì tốt rồi. Không phải. Trương Dì vừa muốn giải thích. Vô tình trực tiếp vất vất tay làm nàng đi trước một bên ngốc trên bàn cơm, vô tình thẩm vấn nhìn về phía Vu văn quân, ngươi hiện tại là ở ngươi đại bá gia trụ. Không có, ta cùng ta mẹ ở nội thành mua phòng ở, hắn cùng ta đệ đệ ở cùng một chỗ. Vô tình nghe xong lời này gật gật đầu, không phải ăn nhờ ở đậu liền hảo. Tuy nói hắn cũng coi như là hắn đại bá nhi tử, nhưng hôm nay hắn còn có đại bá mẫu đâu, nếu là thật sự về nhà đi, chỉ định sẽ bị khó xử chính mình trụ cũng khá tốt, không có người quản vô câu vô thúc. Vu Văn Quân biết nàng lo lắng, theo nói nói, đối, ta mẹ nói chờ ta về sau kết hôn cũng không cần đi ta đại bá gia. Lời này xem như nói đến vô tình tâm khảm thượng, nàng gật đầu, liền an tâm mà ăn cơm. Cơm trưa ăn tinh quang quang, trương gì thu thập mâm thời điểm mặt đều tái rồi, cái này là một đinh điểm cũng chưa thừa, còn như thế nào cấp tôn tử mang về ăn a à? thím ta mang theo tống lan đi về trước thu thập một chút chỗ ở từ hổ tử nói một tiếng nhìn đến vô tình đáp ứng mang theo tống lan liền rời đi chờ đến bọn họ đi rồi lúc sau từ hiếu nhân cười nói mẹ ta tam đệ hiện tại ở cục cảnh sát không hắn gì thời điểm nghỉ ngơi về nhà nhìn xem a à? này đều mấy tháng một ngày giả cũng không sao ngươi tam đệ đi ra ngoài ra nhiệm vụ phỏng chừng muốn quá chút thời gian mới có thể trở về từ hiếu nhân thở dài trước kia hắn ngóng trong người trong nhà đều có thể có một phần công tác như vậy trong nhà nhật tử thì tốt rồi hiện tại công tác có lại là không thường gom lại cùng nhau hành đi ta đi xem ta nhi tử khuê nữ đi từ hiếu nhân nghĩ đến nhà mình hài tử trên mặt tất cả đều là hàm hậu tươi cười từ tú lan đi theo hắn cùng nhau trở về trong phòng Mẹ, hậu thiên chính là mấy cái hài tử khai giảng, ta trở về cấp hà dịp bọn họ thu thập một chút học tập đồ dùng." Lý Mai cười nói. Vô Tình nghe xong lời này nhìn về phía Tuyết Hoa, "Ngươi có phải hay không ngày mai liền khai giảng?" Tuyết Hoa điểm phía dưới, "Đúng vậy, bất quá đồ vật ta đều thu thập hảo." Vô Tình cười sờ sờ nàng đầu, "Nhà chúng ta Tuyết Hoa thật là trưởng thành, gì cũng không cần mẹ nhọc lòng." Tuyết Hoa cười hắc hắc, Ánh mắt liếc về phía Vu Văn Quân. Vu Tình mắt lé thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ cười cười, ngày mai liền phải khai giảng, nay cái liền đi ra ngoài chơi sẽ đi. Thật sự. Tuyết Hoa ánh mắt sáng lên. Nhìn đến Vu Tình gật đầu, nàng cười tủm tỉm liền cùng Vu Văn Quân cùng nhau rời đi. Chờ đến người đều đi xong rồi, Trương dì vẻ mặt tươi cười chạy tới, với muội tử, người cuộc sống này cũng thật làm người hâm mộ a. À hài tử lớn còn sự nghiệp thành công quả thực chính là nhân sinh người thắng a vô tình nhàn nhạt cười cười không nói gì trương gì lại là nổi lên lá gan thấu qua đi tiếp tục nói cuộc sống này tuy hảo nhưng rốt cuộc là khuyết điểm nga khuyết điểm cái gì thiếu cái nam nhân a bên cạnh ngươi hài tử đều lớn như vậy ngươi còn như vậy tuổi trẻ hẳn là tưởng về sau về sau nhật tử đứa nhỏ này đều thành gia, này về sau liền thừa ngươi một người ở nhà nhiều cô đơn đi, nếu là có người bồi, này về sau nhật tử cũng có thể có cái làm bạn người. Trương Dì nói tận hứng, chút nào không chú ý tới vô tình âm trầm hạ sắc mặt. Nàng tiếp tục lo chính mình, với muội tử, ta là không đành lòng nhìn ngươi về sau cô độc sống quãng đời còn lại a, à, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Không cần suy xét, ta không có gã chồng tính toán vô tình lạnh giọng nói trương dì còn muốn nói cái gì vô tình lạnh mặt nói tìm nam nhân làm gì làm hắn hài tử tới cùng ta hài tử phân gia sản liền tính là ta con cái đều thành gia ta chính mình một người cũng có thể quá ngày lành ta trong tay nhiều như vậy tiền có rất nhiều người nguyện ý bồi ta trương dì bị lời này đổ đến á khẩu không trả lời được sắc mặt đỏ lên ta cũng là hảo ý Người nếu là không muốn liền tính nhưng đừng nóng giận a à. không có sinh khí bất quá loại chuyện này về sau không chuẩn nhắc lại nếu là nói lại lần nữa liền từ nhà ta cút đi vu tình giận nói thật đương nàng là hảo tính tình người nào cũng dám cùng nàng làm mai không sinh khí liền hảo ta đây đi trước vội đi trương dì nói xong chạy trối chết thật sự là vô tình hiện tại bộ dáng thật là đáng sợ trương dì rời đi lúc sau vô tình đỡ cái trán buồn bực ngồi ở phòng khách chỗ đông phòng trong từ tú lan nhìn mắt nam nhân trong ánh mắt tràn ngập kính nể phía trước mỗi người đều nói ngươi ba quán mẹ ngươi nhưng có có ai biết mẹ ngươi đối với ngươi ba ái a à. ba đi rồi hơn hai năm nhưng là mẹ vẫn là đối hắn như vậy trung tâm từ hiếu nhân đôi mắt đỏ lại hồng ta ba đối ta mẹ xác thật là khá tốt ta mẹ phía trước tùy hứng luôn là cùng ta ba đối nghịch hiện tại khẳng định là hối hận muốn đền bù ta ba đi, cho nên mới sẽ cự tuyệt nhiều như vậy việc hôn nhân. Mẹ cũng không dễ dàng a, à, chúng ta về sau nhiều bồi bồi mẹ, tuyệt đối sẽ không làm nàng cô đơn một người. Từ hiếu nhân cảm kích nhìn tức phụ, miệng mấp máy vài cái, dùng sức ôm chặt từ tú lan. Vô tình không biết này hai người não bổ nhiều như vậy, nói thật nàng thật đúng là không sợ cô đơn, nàng trong tay nhiều như vậy tiền, chờ đến sinh ý ổn định, hài tử cũng có thể đỉnh khởi một mảnh thiên địa thời điểm nàng liền tính toán nơi nơi du lịch đi đến lúc đó nhìn xem phong cảnh ha ha chơi chơi chẳng phải thoải mái nàng đầu óc có hố tìm cái đối tượng nguyên bản cho rằng việc này như vậy kết thúc nhưng làm vô tình ngoài ý muốn sự còn ở phía sau biên tuyết hoa khai giảng hôm nay nàng liền sớm rời khỏi giường Hiện giờ Lý Mai người một nhà cũng ở trong nhà ăn cơm, cơm sáng đều là nàng làm, rửa chén sống mới là trương gì. Ăn xong rồi cơm sáng, vô tình liền mang theo tuyết hoa kêu một chiếc xe đi trường học. Lúc trước mua cái này phòng ở còn có một nguyên nhân, chính là ly trường học gần. Hai người ngồi xe bất quá 5-6 phút, liền đến cửa trường. Tới rồi lúc sau vô tình hỗ trợ cầm hành lý cùng đi trường học dựa theo phân phối tốt ký túc xá vô tình mang theo tuyết hoa dọn đồ vật đi ký túc xá nữ tới rồi lúc sau ký túc xá còn không có người đâu mẹ ta muốn trụ dựa cửa sổ cái này giường ngủ nơi này dựa vào cửa sổ nhàn rỗi nhàm chán thời điểm ta còn có thể nhìn xem bên ngoài phong cảnh nhìn xem ngôi sao nhìn xem ánh trăng hành đều y ngươi muốn hạ phô đi đến lúc đó ngươi còn có thể lộng cái mành treo ở nơi này đến lúc đó cũng có thể có cái tư nhân không gian. Vu tình sủng nịch hỏi. Tuyết hoa cười gật gật đầu. Thương lượng hảo ở nơi nào, vô tình khiến cho nàng hiện chờ, nàng bưng chậu rửa mặt đi múc nước đi. Này giường ngủ có thể là lâu lắm không ai ở, một sờ tất cả đều là cho bụi, không sát một chút không thể được. Vô tình mới vừa đánh thủy trở về, liền nghe được ký túc xá truyền đến một trận tiếng ồn ào, nàng đuôi mắt đột nhiên nhảy dựng nhanh chóng trở về ký túc xá nội các ngươi làm gì đâu chạy nhanh buông ta ra khuê nữ vô tình đi vào thời điểm liền nhìn thấy tuyết hoa bị một cái cô nương kéo lại thủ đoạn một cái khác cô nương cầm nàng khuê nữ trương hành lý ném tới trên mặt đất mẹ tuyết hoa nhìn đến vô tình lại đây tức khắc ủy khuất nước nở lên vừa mới còn ương ngạnh phi dương nữ tự nháy mắt buông lỏng tay ra nhìn mắt vô tình hừ lạnh một tiếng, chỉ vào giường ngủ ngang ngược vô lý nói, vị trí này là của ta, nàng cần thiết dọn đi. Dựa vào cái gì, đây là ta trước chiếm được vị trí. Tuyết hoa khóe mắt phím hồng, giận dữ nói. Cô nương, phàm là đều phải chú ý cái thứ tự đến trước và sau, vị trí này ta khuê nữ đã chiếm ở, không có khả năng nhường ra đi. Vô tình lạnh mặt nói. Khi cô nương không biện pháp, khí dậm dậm chân liền tưởng rời đi. Vô tình trảo một cái đã bắt được cô nương này cánh tay, ánh mắt mang theo phẫn nộ nói, ngươi vừa mới đánh ta khuê nữ, liền tưởng trực tiếp đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Khi cô nương khí cả người phát trung, ánh mắt như rắn độc giống nhau ngoan độc nhìn chầm chầm tuyết hoa. Đúng vậy, xin lỗi. Vô tình tức giận nói, nay cái việc này nếu là không được tới, này về sau chỉ sợ là cá nhân đều có thể khi dễ nàng khuê nữ. Hừ, ta nếu là không xin lỗi đâu, có bản lĩnh ngươi làm lão sư tới xử phạt ta. Làm lão sư xử phạt ngươi, thật đúng là tiện nghi ngươi, không xin lỗi cũng có thể, ta xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Vô tình nói thủ hạ dần dần dùng sức. Không một hồi kia cô nương liền đau ngao ngao thẳng kêu, ta xin lỗi, ta xin lỗi, thực xin lỗi về sau còn dám khi dễ ta khuê nữ một lần liền không phải đơn giản như vậy liền xử lý vô tình ánh mắt sắc bén nhìn nàng khi cô nương nguyên bản còn không phục bị nàng như vậy trừng sợ hãi tức khắc nảy lên trong lòng tiếp theo chạy trối chết vô tình nhìn người đi rồi lúc này mới bắt đầu cấp tuyết hoa trải giường chiếu phô ở trường học bị khi dễ liền cùng ta nói ta còn không tin một học sinh có thể có bao nhiêu lợi hại đừng học hà diệp dì cũng không dám nói, ngươi không nói bọn họ lúc sau càng thêm càng rỡ, ngươi là hài tử, phía sau có chúng ta này đó đại nhân, khẳng định có thể vì ngươi xuất đầu, biết không? Tuyết Hoa nghe lời điểm phía dưới, "Mẹ, ta đã biết." "Có gì sự liền trở về cùng ta nói, ta đây đi về trước." Vu Tình nhìn mắt khuê nữ, lúc này mới rời đi. Tuyết Hoa đưa nàng đi xuống lầu mới trở về trong ký túc xá. Vô Tình đi đến cửa trường thời điểm còn có chút không yên tâm, nàng xoay người lại chạy tới ký túc xá. Tới rồi ký túc xá nàng nhìn đến Tuyết Hoa trước người đứng một cái cô nương, hai người đang ở cười nói chuyện, Vô Tình trong lòng mới an ổn. "Mẹ, ngươi sao lại về rồi?" Tuyết Hoa nhìn đến nàng tràn đầy kinh ngạc. Vô Tình cười nói, "Ta sợ ngươi bị khi dễ, ngươi yên tâm liền tới nhìn xem, ngươi không có việc gì ta đây liền đi về trước." Tuyết Hoa cười gật gật đầu. Vô tình lúc này mới xoay người về nhà đi. Tỷ, đã trở lại. Vu tinh tinh đang ngồi ở trong phòng khách xem TV. Nhìn đến vô tình trở về, nàng cười đứng lên. Ngươi gì thời điểm tới, sao không trước tiên nói một tiếng. Vô tình nhìn đến nàng sửng sốt, cười đi qua. Tỷ, ngươi nói muốn ta tới cấp ta giới thiệu một môn sinh ý. Dì sinh ý a? À? ta gì cũng sẽ không làm a à? vu tinh tinh tò mò hỏi Vu tình nhấp miệng cười cười bảo quản là ngươi thích sinh ý ta có cái bằng hữu tưởng khai cái mỹ dung cửa hàng tốt đẹp giáp cửa hàng muốn tìm cá nhân cùng nhau làm ta cảm thấy ngươi liền thích hợp ngươi đánh tiểu liền ái xuống mỹ đi làm này hành nhất thích hợp vu tinh tinh cười hắc hắc thân mật đi qua tỷ nữ nhân gia cái nào không yêu mỹ a à? bất quá này mỹ dung là làm gì ta cũng không biết a. À. Vô tình đi đến sofa trước, ngồi xuống, chỉ chỉ một bên vị trí, ý bảo nàng cũng ngồi xuống, Mỹ Dung chính là giúp nhân gia mát xa mặt, giúp nhân gia hộ gia. mặt bộ mát xa, này tính gì Mỹ Dung a? À? Ngươi cũng không thể coi thường này Mỹ Dung, mát xa mặt bộ thời điểm, có thể sử cơ bắp cùng thần kinh được đến trấn an, có thể sử thể xác và tinh thần được đến thả lỏng, còn có thể xúc tiến máu tuần hoàng, Do đó khởi đến giảm bớt mệt nhọc chỗ tốt. Ở mát xa đồng thời còn có thể đủ xúc tiến mặt bộ tổ chức tế bào thay thế, do đó gia tăng làn da co giãn, cải thiện da chất, trì hoãn già cả. Vô Tình nói thật nhiều lời nói nàng đều nghe không hiểu, chỉ biết có thể cải thiện da chất cùng trì hoãn già cả. Nữ nhân này thượng số tuổi, ai không thích vĩnh bảo thanh xuân a, liền tính bảo không được, trì hoãn già cả cũng là cái hảo biện pháp a. Vu Tinh Tinh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng hỏi, tỷ, ta nếu là cùng ngươi bằng hữu cùng nhau làm buôn bán, này đến yêu cầu bao nhiêu tiền mới được a? À? Trong nhà nàng gia sản tổng cộng cũng liền mấy ngàn khối, có thể làm gì xin ý a? À? Tiền ngươi không cần nhọc lòng, này đó tiền ta trước giúp ngươi ra, ngươi đến lúc đó phải hảo hảo đi theo ta bằng hữu cùng đi học tập mát xa thì tốt rồi. Vu Tinh Tinh vẻ mặt cảm kích, tỷ, ngươi đây là bạch cho ta xin ý a? À? bạch cấp gì, chúng ta tỉ muội phân như vậy rõ ràng làm gì, ngươi hảo hảo học tập, đừng làm cho ta thất vọng. Vu tình cười nói. Vu tinh tinh liên tục bảo đảm khẳng định sẽ hảo hảo học tập. Hướng đông ngươi cấp mang đến không? Ngươi tại đây học tập, khẳng định muốn mang theo hắn cùng nhau. Vu tình tả hữu nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn đến hướng đông, có chút tò mò. Hướng đông còn ở đi học, ta liền chính mình tới vô tinh tinh ngượng ngùng nói. Nàng nguyên bản cũng muốn mang tới, đáng sợ quấy rầy nàng tỷ tỷ, vốn dĩ nàng phiền toái nàng tỷ sự tình đã đủ nhiều, hướng đông đi theo tới, kia càng là thêm phiền toái. Ngươi có phải hay không xuẩn A, à, hướng đông mới bao lớn một chút, ngươi đem chính hắn ném tới trong huyện, hắn sao ăn cơm, chính mình một người trụ ra gì sự làm sao. Ngươi hiện tại chạy nhanh trở về, đem hướng đông tiếp nhận tới đi học, trường học sự tình ngươi không cần phải xen vào ta tới làm thì tốt rồi vu tình lạnh mặt nói vu tinh tinh vừa nghe lập tức cười ta đây hiện tại liền đi tiếp hướng đông tới này chờ đến vu tinh tinh rời đi trương dì lập tức chạy tới tò mò hỏi với muội tử vừa mới chính là ngươi muội muội sao ân chính là ta muội tử nàng cũng là một người a à? không nam nhân sao trương dì thổn thức không thôi này hai tỷ muội sẽ không khắc nam nhân đi muốn thật là như thế kia việc hôn nhân còn muốn hay không tiếp tục ta muội tử ly hôn cùng ta không giống nhau vô tình nói trương dì nghe xong đôi mắt thượng quan càng sáng vô tình không muốn tái giá nói không chừng nàng muội tử nguyện ý đâu này vô tình như vậy có tiền muội tử khẳng định cũng không kém nghĩ vậy nàng hưng phấn chụp xuống tay trưởng. Vô tình quay đầu nhìn nàng một cái, trương gì, gì chuyện tốt như vậy cao hứng. Không, không có việc gì. Trương gì khẩn trương nói. Vô tình nhíu nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị đi tiệm cơm chuyển động một vòng. Ai biết mới ra môn, đã bị một cái trung niên nam tử cấp chặn đường đi. Nam tử nhìn đến vô tình thời điểm, đôi mắt sáng lấp lánh, tất cả đều là hưng phấn, muội tử, ngươi chính là vô tình đi Ta là Ngươi là ai Vô tình đề phòng lui về phía sau Vài bước, két bỏ bưng kính cái mũi Này đại mùa hè Chính là dễ dàng ra mồ hôi Nhưng này nam mấy ngày không tắm rửa Như vậy xú Ta, ta họ trương Kêu trương đại sơn, năm nay 43 tuổi Hiện giờ độc thân một người Vô tình, ta thích ngươi Trung niên nam tử trừng lớn con mắt vẻ mặt hưng phấn hô. Vô tình bị người này nói khiếp sợ, nàng liên tục lui về phía sau vài bước, duỗi tay ngăn trở hắn hướng chính mình trước người để sát vào, ta không quen biết ngươi, ngươi chạy nhanh ly ta xa một chút. Với muội tử, ta thích ngươi, ngươi có thể hay không gả cho ta. Trương Đại Sơn vẻ mặt thâm tình. Nhưng đem vô tình cấp ghê tẩm hỏng rồi, nàng chịu đựng nôn mửa ý tưởng, cọ 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 mà chạy về trên lầu. Trương Đại Sơn theo sát sau đó, đuổi theo bước chân không ngừng. Vô tình nhìn hắn còn theo đuổi không bỏ, khí đều muốn mắng người. Nàng nhanh chóng chạy về trong phòng, bay nhanh liền giữ cửa cấp khóa lên. Với muội tử, ngươi như vậy hoảng loạn, bên ngoài là có gì mảnh thú? Trương Dì nói giỡn hỏi. Vô tình điểm phía dưới, không sai biệt lắm đi. Nàng giọng nói rơi xuống, cửa phòng đã bị người gõ vang lên, với muội tử, với muội tử, ta là thật sự thích ngươi a. À. Quen thuộc thanh âm truyền tới trương dì lỗ tai, sợ tới mức nàng ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn vu tình liếc mắt một cái. Ngọc cầm nghe được thanh âm, đều phải khí tạc, này từ đâu ra lão không biết xấu hổ. Tống được nàng liền nói thích, tưởng tượng đến lão nhân kia lớn lên như vậy khó coi, cười rộ lên hoa cúc hoa răng cửa thượng còn dính rau xanh lá cây, nàng liền một trận ác hàng. Mẹ, sao hồi sự, ai ở gõ cửa a? Từ Tú Lan nghe được bên ngoài động tĩnh, vội vàng chạy ra tới. Vô tình vẽ mặt xấu hổ, bụng mặt nói, không biết từ đâu ra điên lão nhân, bắt lấy ta liền nói thích ta, còn muốn cưới ta. A. À. Từ Tú Lan trợn tròn mắt, trong lòng càng là có chút tò mò lão nhân kia lớn lên như thế nào. Bất quá xem bà bà như vậy ghét bỏ biểu tình, hẳn là không thích Nàng hướng tới cửa nhìn thoáng qua nói, "Mẹ, bằng không báo nguy đi, hắn vẫn luôn đổ ở chúng ta gia môn khẩu cũng không được à. a." Vô Tình gật đầu. Trương Dì nhìn các nàng muốn báo nguy, tức khắc nóng nảy, với muội tử, loại chuyện này, cảnh sát hẳn là sẽ không quản đi. "Bằng không ta đi đem người nọ đuổi đi hảo." Vô Tình hiện tại chỉ cảm thấy trên mặt tao đến hoảng, lần đầu tiên gặp được như vậy mất mặt sự tình nàng vội vàng vẫy vẫy tay, làm nàng chạy nhanh đem người đuổi đi. Trương dì chậm rãi đi tới cửa phòng khẩu, đem cửa phòng khai cái phùng, liền chui đi ra ngoài. Nhìn đến cửa nam tử, nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt, Trương Đại Sơn, ngươi làm gì đâu? Ngươi chạy đến này nháo gì đâu, chạy nhanh cút cho ta đi. Trương Đại Sơn nhìn đến trên mặt nàng chính là vui vẻ, ngẩng đầu cười nói, tỷ, ngươi nói này nữ quả nhiên không tồi, lớn lên tuổi trẻ lại xinh đẹp. Ta cảm thấy việc hôn nhân này có thể, ngươi nhanh lên làm ta đi vào, làm ta cưới nàng đi. Trương dì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, làm hắn chạy nhanh ngăn thanh, ngươi nói hô nói vượng cái gì đâu, ngươi lớn lên như vậy, có thể xứng thượng với muội tử. Không phải ngươi nói phải cho ta làm mai sự, nói chính là kêu vô tình. Trương Đại Sơn sốt ruột hỏi. Đánh rắm, ai cho ngươi nói? Trương Dì tức muốn học máu nói. Nàng là choáng váng, cấp lão già này nói nhân gia với muội tử. Nhân gia với muội tử lớn lên như vậy đẹp, còn có tiền, hắn có thể xứng thượng. Vậy ngươi nói cho ai? Trương Đại Sơn giận dữ hỏi nói. Ta là tưởng nói cho ngươi nhi tử, ngươi tại đây càng quấy cái gì, một đống số tuổi, còn nghĩ cưới vợ, mất mặt không mất mặt. Trương gì đều phải khí cười, Hắn từ đâu ra mặt cảm thấy hắn có thể cưới với muội tử. Trương Đại Sơn nghe xong lời này mắt choáng váng, nói cho ta nhi tử. Ngươi không phải nói dẫn đi, ta nhi tử năm nay mới 23, 24, kia nữ năm nay nhưng đều 36, 7, tập thể nhi tử nhiều như vậy này sao hành. Sao không được, nhân gia lớn lên như là như vậy đại số tuổi, nói ra đi hơn 20 đều có người tin. Kia cũng không được a. À ta nhi tử còn không có kết quả hôn đâu sao không được nhân gia lớn lên tuổi trẻ còn có tiền ngươi nhi tử gì dạng ngươi trong lòng không rõ ràng lắm quán thượng ngươi như vậy cái ba có thể cưới thượng tức phụ đều không tồi trương dì nói vẻ mặt ghét bỏ cũng là nàng cháu trai cháu gái mệnh không tốt quán thượng như vậy cái phụ thân nàng muội tử mệnh khổ a à, sớm không có mệnh lưu lại mấy cái hài tử đi theo này lão đông tây nhận hết đau khổ a à? cái gì ngoạn ý đi trương đại sơn khí muốn chết hắn còn tưởng rằng cho hắn nói tức phụ đâu chạy nhanh lăn đi bằng không các nàng kêu cảnh sát tới ta xem ngươi làm sao trương dì ánh mắt hung ác trương đại sơn rốt cuộc là sợ nàng chạy trối chết chạy đi rồi trương dì duỗi đầu nhìn hắn đi xuống lầu lúc này mới trở về trong phòng với muội tử người đã bị ta cưỡng chế di dời này lão đông tây lớn lên như vậy còn dám cưới ngươi thật là không biết xấu hổ trương gì mắng vô tình vỗ vỗ ngực rốt cuộc là đi rồi bằng không nàng cũng không dám ra cửa từ tú lan che miệng cười nói mẹ ngươi lớn lên đẹp cũng khó trách kia lão đông tây đuổi tới trong nhà vô tình trắng nàng liếc mắt một cái ngươi còn treo ghẹo ta ngươi là không biết lúc ấy cho ta sợ tới mức ta chân đều thiếu chút nửa mềm mẹ ngươi sợ gì quan thiên hoa ngày dưới nhiều người như vậy hắn nếu là dám làm gì chúng ta tuyệt đối không tha cho hắn buổi tối từ hiếu nghĩa cùng từ hiếu nhân trở về thời điểm từ tú lan liền đem việc này cất nói một lần từ hiếu nhân vừa nghe lời này sắc mặt nghiêm cẩn nói mẹ ngươi về sau ra cửa mang theo cá nhân cùng nhau này cũng quá nguy hiểm mẹ ngươi lại ra cửa kêu lên lý mai bồi ngươi cùng nhau từ hiếu nghĩa đi theo nói lý mai gật gật đầu lo lắng nhìn vô tình mẹ lần sau ra cửa mang lên ta cùng nhau ta xem còn có ai dám khi dễ ngươi vô tình vẫy vẫy tay làm các nàng không cần như vậy khẩn trương nàng lại không phải tiểu hài tử lần này cũng chính là cái ngoài ý muốn được rồi chạy nhanh ăn cơm đi vô tình tiếp đón đại gia bắt đầu ăn cơm. Ngồi vào trên chỗ ngồi, vô tình nhìn nhìn bên cạnh không vị, không chỉ có có chút tưởng niệm khuê nữ. Cao trung không thể so sơ trung, hơn nữa vẫn là ở nội thành, tuyết hoa hiện tại bắt đầu trọ ở trường, một tuần mới có thể trở về một lần. Cũng không biết kia nha đầu ở trường học như thế nào. Còn có nay cái kia cô nương, cũng không biết có hay không lại khi dễ nàng. Mẹ, tưởng gì đâu từ tú lan thận trọng hỏi tưởng ngươi muội tử đâu nàng ở trường học cũng không biết như thế nào vô tình nhẹ giọng nói từ tú lan cười tưởng nàng minh cái liền có thể đi xem dù sao nhà chúng ta ly trường học gần nhưng thật ra cái này lý cơm chiều ăn cơm trương gì thu thập xong rồi vệ sinh liền đi trở về nguyên bản trong nhà là cho nàng an bài có nhà ở trụ chính là trương dì gia ly đến không tính quá xa vừa vặn tan tầm còn có một chuyến xe buýt nàng liền một hai phải đi về nhà trụ đi dù sao không chậm trễ làm việc vô tình cũng liền không quản nhiều như vậy trương dì mang theo còn thừa đồ ăn ngồi trên xe buýt mới vừa lên xe đã bị trương đại sơn cấp cản lại tỷ ngươi nói ta thật sự liền không có cơ hội trương đại sơn ngồi vào nàng trước người vẻ mặt khẩn cầu Trương Dị xúc cười một tiếng, tràn đầy ghét bỏ, "Trương Đại Sơn, ngươi thiếu tại đây cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhân gia với muội tử lớn lên đẹp." Nhi tử còn tranh đua, ở quê quán mấy cái tiệm cơm, huyện thành càng là làm hai nhà nhà máy, ở nội thành càng là vài gia cửa hàng cùng phòng ở. "Ngươi cảm thấy ngươi một cái lão nhân, có thể xứng thượng nhân gia. Ngay cả nhà ngươi lão tam đều không nhất định có thể xứng với nhân gia." trương đại sơn trên mặt biểu tình có thể nói khiếp sợ vô cùng nữ nhân này gia lại là như vậy có tiền bất quá đáng tiếc chúng ta lão bản không tái giá tính toán trương gì nói thở dài trương đại sơn có chút sốt ruột tốt như vậy việc hôn nhân sao có thể không thành a nàng vì sao không muốn tái giá tuổi còn trẻ luẩn quẩn trong lòng thế nhưng tưởng vẫn luôn làm quả phụ ta sao biết nhân gia không gả ta cũng không thể buộc a trương dì tức giận nói còn không phải nàng cháu trai đáng thương quán thượng như vậy một cái ba không đảm đương không trách nhiệm mấy cái hài tử hắn chiếu cố cái nào tất cả đều là nhà hắn lão đại cùng lão nhị cùng nhau chiếu cố hiện giờ tới rồi cưới vợ tuổi tác lão đại cưới cái không đứng đắn rách nát hóa lão nhị hiện tại còn không có cưới vợ nhưng phàm là gia cảnh tốt hơn như vậy một chút này hai hài tử có thể một cái cưới cái rách nát hóa một cái cưới không thượng sao nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trương đại sơn cả giận nói ta cấp lão nhị tìm tức phụ sự tình ngươi đừng nhúng tay trương đại sơn tự biết đuối lý vội vàng gật đầu xe buýt dừng xe lúc sau trương dì cầm đồ vật đã đi xuống xe lại không nghĩ trương đại sơn cái không biết xấu hổ đi theo thế nhưng cùng nhau xuống xe hắn nhìn trương gì trong tay đồ vật, nước miếng nhịn không được nuốt nuốt, tỷ, ta còn không có ăn cơm đâu, đi nhà ngươi ăn chút đi. Trương dị nhất chân liền hướng hắn trên mông đá tới, ăn ăn ăn, ăn bất tử ngươi, nhà ta còn chưa đủ ăn đâu, lăn trở về nhà ngươi đi. Trương đại sơn da mặt dày, điểm này mắng ở trong mắt hắn gì cũng không tính. Chờ đến trương dị về nhà đi thời điểm, hắn lén lút theo qua đi chờ nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn thời điểm hắn vẻ mặt khiếp sợ tỷ, ngươi không phải là trộm ngươi lão bản gia đồ vật đi ngươi đánh rắm chúng ta lão bản hào phóng mới cho nhiều như vậy đồ ăn ta nào dám trộm lão bản đồ vật ngươi nếu là còn dám nói bậy ta xé lạng miệng của ngươi trương dì tức muốn học máu nói này làm bảo mẫu kiên kỷ nhất chính là trộm đồ vật này lão đông tây nói như vậy nàng là tưởng hủy hoại nàng công tác a Trương lão đại ánh mắt hung ác quét Trương Đại Sơn liếc mắt một cái. Lão nhân này cười hắc hắc, lấy lòng nói, ta liền tùy tiện nói nói, tỷ, ngươi sao còn sinh khí đâu. Loại sự tình này không chuẩn nói bậy. Trương gì cả giận. Trương Đại Sơn liên tục bảo đảm về sau sẽ không nói, tiếp theo nghênh ngang mà tìm vị trí ngồi xuống. Mẹ, trương lão đại tức phụ nhìn về phía bà bà kéo dài quá thanh âm, liền trên bàn như vậy một mâm thịt, này nàng dưỡng gần nhất, còn không được thiếu hơn phân nữa. Trương gì trong lòng cũng có oán khí, nhưng ai làm đây là nàng muội tử nam nhân, đánh lại đánh không đi, không đến làm trò cười. Đi cho ngươi dưỡng cũng lấy xong chén đổ đi. Trương lão đại tức phụ không tình nguyện mà rời đi. Trương Đại Sơn trên mặt vui vẻ, lộ ra đắc ý tươi cười. Tỷ, ngươi này tìm cái bảo mẫu công tác cũng thật hảo còn có thể hướng trong nhà mang về tới nhiều như vậy thức ăn, ngươi này một tháng tiền lương có bao nhiêu a? À? Trương Đại Sơn tò mò hỏi. Cũng liền 100 đồng tiền, một tháng liền cái thời gian nghỉ ngơi cũng chưa, từ buổi sáng vội đến buổi tối. Trương Dì chù y chú y cánh tay nói. Trương Đại Sơn nghe được 100 đồng tiền thời điểm đôi mắt đều thẳng, nhiều như vậy a, à, đều cùng nhà của chúng ta lão nhị giống nhau cao. Tỷ, gia nhân này còn muốn người không? Nếu không làm nhà ta khuê nữ cũng đi thôi. Này tiểu nha đầu đọc lại nhiều thư cũng vô dụng, còn không bằng đi làm kiếm tiền đâu. Lúc trước hắn liền muốn cho nha đầu này thôi học đi tìm phân tốt công tác, chính là lão nhị phi nói bằng cấp cao tìm công tác càng tốt. Hắn là cao trung tốt nghiệp, tìm cái nhà máy đi làm, tuy nói là ở trong văn phòng, lớn nhỏ cũng coi như là cái lãnh đạo, nhưng một tháng cũng mới 100 suất đầu một chút cũng là mấy năm nay tiền lương trướng bằng không này còn không bằng hắn tỷ này một cái bảo mẫu đâu dấu lớn dấu lớn nhà ngươi khuê nữ không phải thi đậu cao trung sao trương gì có chút tò mò chẳng lẽ nha đầu này không thi đậu thi đậu chính là ngươi không đi học không cũng cầm như vậy cao tiền lương nếu là ta khuê nữ không đi học có thể sớm giúp đỡ trong nhà nàng nếu là sớm chút kiếm tiền lão nhị cũng có thể sớm một chút cưới thượng tức phụ trương đại sơn không cho là đúng nói trương gì lại là sắc mặt đen nhánh ngươi cái không bản lĩnh ta là số tuổi lớn cho nhân gia làm bảo mẫu nhà ngươi khuê nữ tuổi còn trẻ đi hầu hạ người đi ngươi còn muốn mặc không thật đúng là vì tiền gì đều có thể làm ra tới ngươi nếu muốn làm đại nha thôi học vậy ngươi đi tìm nhà ngươi lão nhị nói đi chỉ cần hắn nguyện ý ta cũng mặc kệ việc này Ai? Trương Đại Sơn còn tưởng nói chuyện. Trương Dì trực tiếp kéo dài quá sắc mặt, còn ăn không ăn, không ăn cút đi. Trương Đại Sơn lúc này mới hậm hực ngậm miệng lại. Cơm chiều qua đi, Trương Dì đầu óc liền không ngừng nghĩ, với muội tử không muốn tái giá, chính là với muội tử muội tử chính là nguyện ý đi. Nàng muội tử như vậy tuổi trẻ, nhìn cũng liền 25, 26 tuổi, này số tuổi nếu là không tái giá đánh chết nàng cũng không tin. Có thể quán thượng với muội tử gia trở thành một cái thân thích, này về sau nàng nhật tử đi theo khẳng định nước lên thì thuyền lên. Nhưng chính là nàng muội phu gia lão nhị, kia tiểu tử tính tình bẻ, liền sợ cho người ta nói việc hôn nhân, đến lúc đó cũng không cho nàng thơm lây. Trương gì cả đêm đều ở rối rắm việc này. Ngày hôm sau đi làm thời điểm, trương dì đỉnh một đôi gấu trước mắt đi vu tình trong nhà. Trương Dì, ngươi này tối hôm qua không ngủ hảo a, à, có phải hay không lui tới chạy vội không có phương tiện, bằng không liền ở trong nhà trụ hạ đi. Lý Mai nhìn đến nàng quần thâm mắt, không đành lòng nói. Trương Dì chính đánh ngáp, nghe được lời này một cái giật mình, vội vàng lắc lắc đầu, không cần, không cần, ta không mệt. Này nếu là tại đây trụ hạ, buổi tối còn muốn hầu hạ người, lúc này gia không chỉ có có thể giúp trong nhà làm chút sống còn có thể ngủ cái an ổn giác nàng choáng váng mới tại đây trụ đâu lý mai không biết nàng trong lòng tính toán thấy nàng không muốn ở nhà trụ cũng liền không ở cưỡng cầu cơm sáng làm tốt đi ta đi đoan cơm đi trương dì nói liền đi phòng bếp lý mai gật đầu liền đi xuống lầu kêu hai đứa nhỏ ăn cơm nàng mới vừa xuống lầu từ tú lan mới thật cẩn thận mà ra nhà ở hai tử ngủ rồi mới vừa ngủ. Từ Tú Lan nói xong liền không đợi những người khác vội vàng ăn cơm, nếu là đợi lát nữa hài tử tỉnh, nàng liền không có thời gian ăn cơm. Vô tình nhìn nàng như vậy bận rộn, trong lòng càng là bội phục nàng, còn hảo nàng không hài tử, cũng không cần chiếu cố. Ngồi ở trước bàn, vô tình chậm rãi đang ăn cơm đồ ăn. Lý Mai sốt ruột đem hoảng đến lôi kéo hai đứa nhỏ lên lầu, chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi cơm chạy nhanh đi trường học hà diệp cùng hạo viễn nghe lời ngồi xuống trước bàn liền bắt đầu ăn cơm trương dì đi phòng bếp thu thập vệ sinh nói đến trường học vô tình nhớ tới tuyết hoa còn ở trường học ở cũng không biết hôm qua kia cô nương có hay không sấn nàng đi rồi khi dễ nàng khuê nữ nàng nhanh chóng ăn cơm sáng liền vội vã muốn ra cửa ta đi tuyết hoa trường học một chuyến các ngươi từ từ ăn cơm nàng chân trước mới vừa đi sau lưng lý mai liền cũng mang theo hà diệp cùng hạo viễn đi ra cửa đi học trong nhà liền dư lại từ tú lan cùng trương dì trương dì đi phòng bếp thu thập chén đũa từ tú lan trở về nhà ở ngồi ở trên giường nhàm chán lật xem thư tịch tức phụ hài tử còn ở ngủ từ hiếu nhân đẩy cửa ra vào phòng đi đến từ tú lan trước người mặt mày tất cả đều là ý cười cầm cổ tay của nàng từ Tú Lan gật đầu, hờn dỗi mà nhìn hắn một cái, làm gì? Từ Hiếu Nhân khóe miệng nhếch lên, cười nói, trong tiệm tân tới rồi một đám quần áo, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thích, ta dẫn ngươi đi xem nhìn lại. Không đi. Sao, ngươi không phải thích nhất xinh đẹp quần áo sao? Từ Hiếu Nhân tò mò hỏi. Từ Tú Lan chỉ chỉ hai đứa nhỏ, hai ta đều đi ra ngoài, hài tử làm sao? không phải còn có trương gì sao? Nàng số tuổi lớn tuổi chúng ta nhiều như vậy, dưỡng như vậy nhiều hài tử, mang hài tử khẳng định là một tay. Ngươi ở nhà buồn lâu như vậy, ta mang ngươi đi ra ngoài chuyển động chuyển động, giải sầu. Từ Tú Lan nghe được đi ra ngoài chuyển động, mắt to lập tức trở nên sáng ngời. Nhưng nhìn nhìn hài tử vẫn là có chút không yên tâm. Nàng tuy rằng cự tuyệt, chính là trong mắt lại là mang theo không tha từ hiếu nhân nhéo hạ nàng non mềm nộn bàn tay mềm đứng dậy đi nhanh rời đi phòng chỉ chốc lát trương dì liền cười chạy tới nhìn từ tú lan vỗ ngực nói tú lan ngươi cứ việc đi ra ngoài hài tử ta nhìn thì tốt rồi nhà ta ba cái hài tử còn có năm cái cháu trai cháu gái tất cả đều là ta mang đại ta mang hài tử tuyệt đối yên tâm từ tú lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam nhân thấy hắn gật đầu lúc này mới vẽ mặt hưng phấn xuống giường. Trương gì, kia hài tử phiền toái ngươi, ta cùng hiếu nhân đi ra ngoài một hồi liền đã trở lại. Hành, các ngươi đi thôi, hài tử ta nhìn đâu, khẳng định sẽ không có việc gì. Từ Tú Lan thấy thế lúc này mới vui rạo rực mà kéo từ hiếu nhân cánh tay ra cửa. Bên kia vô tình không yên tâm tuyết hoa, đi cửa trường. Cấp bảo vệ cửa đại thúc nói một tiếng, không bao lâu tuyết hoa liền chạy qua đi cười trêu ghẹo nói mẹ ngươi sao tới tưởng ta tưởng gì đâu ta chính là không yên tâm ngươi hôm qua kia cô nương có hay không ở khi dễ ngươi không kia cô nương về nhà đi về nhà mới vừa khai giảng liền đi trở về sao hồi sự hình như là dị ứng đi trên mặt dài quá rất nhiều tiểu bệnh sởi nhưng dọa người Tuyết hoa mềm mại thanh âm vang lên, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Biết nữ chi bằng mẫu, vô tình nhìn nàng ý vị không rõ cười nói, kia thật đúng là xảo, này mới vừa khai giảng trên mặt liền nổi lên bệnh sởi, này trên mặt sẽ không lưu sẹo đi. Vạn nhất lưu cái sẹo, kia chính là muốn hủy dung, tuổi còn trẻ liền hủy dung, về sau làm sao a? À? Nói vô tình thở dài, tỏ vẻ thập phần tiếc hận. Tuyết hoa lại là có chút nóng nảy, nói, mẹ, sẽ không lưu sẹo, lại không phải cái gì nghiêm trọng bệnh, này bệnh sởi tới mau đi cũng mau, phỏng chừng buổi chiều kia cô nương hẳn là là có thể tới trường học. Vô tình nhẹ điểm một chút cái trán của nàng, quá dỗi nói, này bệnh sởi có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Mẹ, sao khả năng A, nàng khởi bệnh sởi lại không phải ta có thể khống chế. Tuyết hoa hoảng loạn nói ngẩng đầu nhìn vu tình đen nhánh đôi mắt, tuyết hoa cúi đầu, quấy ngón tay thừa nhận nói, là ta làm, nhưng ai làm nàng trước khi dễ ta. Ta cũng liền cho nàng cái giáo huấn mà thôi, xem nàng về sau còn dám không dám như vậy kiêu ngạo. Vu tình đôi mắt một nhu, cầm tay nàng, giáo huấn một chút có thể, có thể sau không chuẩn như vậy làm bậy, nếu là có người khi dễ ngươi, có thể nho nhỏ khiển trách một phen chính là vạn không thể bởi vì chính mình có điểm bản lĩnh, liền tùy tiện khi dễ người khác, biết không? Tuyết Hoa liên tục gật đầu, ngoan ngoãn nói, mẹ, ta biết đến, ta học y chính là vì cho đại gia xem bệnh, lần này cũng chính là quá sinh khí mới có thể như vậy. Ân, ừ, đã biết liền hảo, được rồi, chạy nhanh đi đi học đi, này đó đồ ăn vặt lấy về đi cho các ngươi bạn cùng phòng phân ăn. Cao trung cùng sơ trung không giống nhau, còn có thể về nhà trụ, hiện tại chính ngươi ở ký túc xá trung, có một người bồi có thể so một người cường. Này bằng hữu vẫn là muốn giao, đặc biệt là một cái ký túc xá, có thể không trở mặt liền không cần trở mặt. Vu tình dặn dò nói. Tuyết hoa ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn đến trong túi còn có một đại hộp blooper bánh kem, khuôn mặt nhỏ cười thành hoa giống nhau, mẹ, ta đã biết. Vu tình một quay đầu, đôi mắt dư quan liền quét tới rồi một hình bóng quen thuộc, thình lình chính là hôm qua khi dễ nàng khuê nữ cô nương. Nàng dừng bước chân, hướng tới khi cô nương nhìn lại. Với thím, ngải phương thành nhìn đến nàng không có phía trước ngạo mạn, khách khách khí khí hô một tiếng. Vô tình điểm phía dưới đi qua, cái này là ngươi muội muội. Ca, ngươi nhận thức nàng. Chính là nàng hôm qua khi dễ ta, còn bá chiếm ta giường ngủ. Ali lị thở phì phì nói. Ngải Phương Thành rõ ràng nhà mình muội tử tính cách, khẳng định là nàng hồ nháo. Nếu là trước kia hắn còn có thể hỗ trợ giáo huấn một phen, chính là hiện tại nhà bọn họ có cầu với từ gia, là vạn không thể đắc tội vô tình. Cái gì bá chiếm ngươi giường ngủ, kia bên trên có hay không viết tên của ngươi, nói hô nói vượng cái gì đâu. Ca, ngươi như thế nào giúp nàng nói chuyện? Ali lị vẻ mặt kinh ngạc nàng đại ca nên không phải là coi trọng nữ nhân này đi nhìn vô tình kia trương tuổi trẻ dung mạo a li, li trong lòng lột bột một tiếng một khuôn mặt bởi vì phẫn nộ đều phải vặn vẹo đến cùng nhau nàng đại ca tuyệt đối không thể cùng nữ nhân này ở bên nhau này số nữ nhân thật đúng là hồ mị tử không biết xấu hổ thực lili nhà chúng ta cùng dĩ vãng không giống nhau tính tình của ngươi cũng nên thu một chút bằng không gây ra họa ta cùng mẹ cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngải Phương Thành đè thấp thanh âm nói. Ali lị nghĩ đến nhà mình biến cố, một khuôn mặt tràn ngập không cam lòng. Đều do đại ca ngươi, em đẹp một hai phải đi cùng nhân gia tranh cái cao thấp, bằng không có thể ra việc này. Ali lị dậm dậm chân không cam lòng nói. Ngải Phương Thành lại là sắc mặt ảm đạm rồi vài phần, lúc trước hắn cũng là quá mức với ngạo khí, mới có thể nghĩ làm như vậy, chính là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Vì cứu sống mẹ nó cùng hắn ba sáng lập cơ nghiệp, hắn có thể nhịn xuống sở hữu. Chúng ta ngải gia còn sẽ một lần nữa lên, ngươi mấy ngày nay ở trường học an ổn một chút, nếu là ra gì sự ta cũng quản không được ngươi. Được rồi, ngươi đi trước trường học đi thôi, dừng đệm sự tình đừng lại lả lướt không buông tha, còn có kia tiểu cô nương ngươi cũng không thể trêu chọc ngải phương thành ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ali lị lên tiếng, quay đầu liền đem việc này cấp đã quên. Vừa đến trường học, nàng liền tránh ở một bên rừng cây bên, chờ đợi tuyết hoa. Nhìn đến tuyết hoa tới trường học, nàng vênh váo tự đắc liền chạy qua đi, duỗi tay liền ngăn cản nàng đường đi, ngươi hôm nay buổi tối chạy nhanh đem giường đệm cho ta thu thập. Bằng không ta liền đem ngươi đồ vật toàn bộ ném tới dưới lầu đi, một cái ở nông thôn tiểu nha đầu, còn dám cùng ta tranh, hừ. Tuyết hoa dương mắt trừng mắt nàng, ta sẽ không dọn đến, ngươi nếu là có bản lĩnh liền đem đồ vật cho ta ném xuống. Vừa vặn ta đệm chăn đều là từ ở nông thôn lấy, so ra kém trong thành hảo, ném ta là có thể đổi giường tân. A ly lị một nghẹn, giận trừng mắt nàng, ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, người nhà quê quả nhiên đều là thô tục thực ta thô tục các ngươi người thành phố đều là như vậy ngang ngược vô lý không nói lý sao đọc như vậy nhiều thư không biết cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau ta coi người thành phố cũng bất quá như thế đi tuyết hoa châm biếm nói